trong quán gọi ly cà phê rồi ta nhìn đời bằng đôi mắt buồn ghê. Quá nhiều sự đời mệt mỏi để mình suy ngẫm đến thế mà ghê. Cuộc sống này là không cho phép cái ác quỳnh hành đi khắp mọi nơi. Vì báo ứng thường hay đến muộn nên người người tưởng không bao giờ tới. Có quá nhiều điều kỳ bí nếu không xử lý mọi thứ sẽ vô vị. Đưa đôi tay ta giữ lấy nụ cười đừng để đau buồn làm ta lại chàng đi. Vì buồn thì ta cũng phải sống và vui thì ta cũng phải sống. Vậy tại sao không để mình ăn yên giữa bao cay đắng làm ta phải ướt mi? Con người ta theo thời gian thì sẽ thay đổi, luôn im lặng thôi để đo được lòng người. Không phải vài giây hay vài năm là ta sẽ thấy. Nếu không thương thì thôi, chứ có thương vào lòng thế người. Sâu vào dân mệnh thì điều đó sẽ khiến con phải nhận lấy hậu quả. Con có thể giúp đỡ con người, nhưng nếu liên quan đến những vong linh thì tuyệt đối không được phép. Với tính cách của con, ta tin chắc rằng con sẽ mắc phải những điều cấm kỵ. Để có thể kiểm soát được, ta bắt buộc phải để con. Cho cô trà đi con. Dạ chà cô. Cô tới đây tìm tôi có việc gì? Cô có phải là cô Di Di mà mọi người hay nói không? Dạ là tôi. Cô ơi, tôi cần cô giúp đỡ. Cô giúp giùm tôi. Cảm ơn con. Dùng một ít trà cho tỉnh táo trước đã. Tôi vẫn đang nghe đây. Cảm ơn cô. Chuyện là mẹ đã nói với con á là không có được gặp nó mà sao con cãi lời mẹ vậy? Mẹ, con... Bác, con xin bác thương tụi con. Tụi con yêu nhau thiệt lòng. Con mong bác và gia đình chấp nhận cho tụi con được ở bên nhau. Con... Cô nghĩ cô là ai mà xin xỏ? Thôi được, sẵn tôi thông báo cho cô biết luôn. Mẹ, đừng vậy mà mẹ. Bây giờ nó biết thì mai mốt nó khỏi bỡ ngỡ. Tôi cho cô biết, con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Con đừng có mong mệt mơ mộng tơ tưởng như nó nữa. Cô nói vậy là sao? Nhưng mà tụi con đang yêu nhau mà. Chương, là sao hả Chương?
Linh, nghe Trương giải thích nè. Tất cả là do mẹ Trương sắp đặt. Không có giải thích cái gì hết, đi về. Nghe mẹ nói đi về. Nhưng mà cô... Sẵn tôi thông báo cho cô biết luôn. Bây giờ nó biết thì mai mốt nó khỏi bỡ ngỡ. Tôi cho cô biết. Con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Cô đừng có mong mạch mơ mộng tơ tưởng như nó nữa. Chú, là sao hả chú? Linh, nghe Trương giải thích nè. Tất cả là do mẹ Trương sắp đặt. Nghe mẹ nói đi vậy. Nhưng mà cô, con đừng có làm như vậy mà. Con năn nỉ cô. Con xin cô đừng có như vậy mà. Thôi đi. Con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Con định đi đâu? Mẹ, Mỹ Linh tự tử rồi. Mẹ biết rồi. Mẹ cho con qua đó nha mẹ. Không có được. Con đi qua bên đó rồi người ta có cho con vô nhà đâu. Mẹ, mạng người đó mẹ, sao mẹ lại dưng dưng như vậy? Nó tự tử đâu có liên quan gì tới mẹ mà con nói như vậy. Mẹ đã quyết định rồi. Con á đi lên thay đồ. Rồi mẹ dẫn con đi nói tóc. Dù gì đi nữa mẹ cũng không muốn con làm xấu mặt cái nhà này. Con phải lấy chồng. Tại sao mẹ lại không hiểu con? Con không thể nào lấy người mà con không yêu được. Càng không thể nào lấy người con trai như vậy. Im ngay. Mẹ không chấp nhận. Con của mình nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy. Mẹ à, tại sao bao nhiêu năm rồi mẹ không chấp nhận giới tính của con? Chẳng phải mẹ muốn con là một người con trai sao? Đúng. Lúc mẹ sinh con là mẹ muốn con là một đứa con trai. Nhưng con không phải đứa con trai mà mang một hình hài một đứa con gái. Mẹ đã quyết định rồi. Con phải chuẩn bị để người mai á người ta đi coi mắt. Mẹ sinh con ra đó là nhục nhã cho mẹ rồi. Con đừng có làm mẹ nhục thêm nữa. Tài xế ba đang chờ kìa. Ủa đâu rồi không thấy vậy? Cái gì đây? Cái gì? Trời ơi. Cho tôi. Mẹ, con lạnh lắm. Con. Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô? Cô, tôi mong cô giúp giùm con gái của tôi. Chuyện này chắc hơi khó rồi. Người sống như cô tôi còn không giúp được thì làm sao giúp được người chết? Tôi xin cô, tôi muốn cô tìm giùm xác con của tôi. Mấy hôm nay á, tôi có thấy người ta đến đòi mạng của tôi. Còn tôi thấy con của tôi nó về nó cứ khóc than mà tôi không biết tìm nó ở đâu nữa. Tôi thấy cái chiếc giày nó ở trên cầu á.
Rồi những chuyện mà tai nạn xảy ra đó, tôi tìm hoài mà không có thấy nó. Tôi xin cô giúp giùm tôi. Cô ơi, tôi thật sự bất lực rồi cô. Cô muốn gì tôi cũng làm hết á. Cô nghĩ gì về chuyện con của cô và cô gái đã mất? Tôi không có nghĩ là cái việc nó quan trọng như vậy. Mà con bé nó tự tử, đâu phải lỗi của tôi. Đúng là cô không có giết người, nhưng cô và gia đình của cô ấy chính là tác động gây ra cái chết của cô ấy. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, dù là con trai, con gái hay là một giới tính khác, thì cũng không thể phủ nhận nó là máu mủ của mình. Có bao giờ cô suy nghĩ đến cái chết của cô ta không? Tôi chỉ có nó là một đứa con à. Tôi không thể chấp nhận mà nó làm như vậy. Nó là phải lấy chồng sinh con. Đó mới là vấn đề đó. Cái tôi của cô quá lớn. Điều đó tự đẩy con của cô vào bế tắc, vô tình làm hại chết một mạng người, đến cả vong hồn cũng không siêu thoát được. Tôi không quan tâm tới con bé đó. Tôi chỉ biết con của tôi thôi. Ừ, vậy cô có giữ được con của cô? Tôi thật sự tôi cũng không biết làm gì nữa. Tôi luôn ám ảnh về cái chết của con của mình. Mà nghĩ lại, con bé nó cũng thật là xinh. Nhưng mà không được. Trong quá khứ, cô đã từng làm rất nhiều chuyện ác, dẫn đến bi kịch ngày hôm nay cô phải nhận lấy. Tôi hỏi thật cô, có bao giờ cô cảm thấy áy náy về cái chết của Mỹ Linh không? Tôi luôn khắc khe với con tôi. Tôi nghĩ tôi sợ nó làm những cái chuyện sai lầm mà ba nó không có thích. Ngày xưa khi tôi sinh nó ra, nó không phải là con trai, thì nó bị gia đình chồng tôi hất hủi. Tôi á thì ganh ghét đố kỵ, tôi không có chấp nhận cái chuyện đó, nên tôi làm như vậy. Cho nên hồi đó tôi không có muốn sinh thêm con nữa, vì tôi sợ sinh thêm con trai á thì nó phải khổ sở hơn nữa. Tôi có thể là người phụ nữ vô dụng trong mắt gia đình chồng tôi, nhưng mà con tôi thì không có thể được. Nhưng bây giờ thật sự, cô ơi, cô cứu giùm con tôi. Chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có, bởi vì khi mất đi rồi thì khó lấy lại được lắm. Tôi chỉ có thể giúp cô cho thông tin của con cô thôi, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì cô cứ nói. Tôi sẵn sàng coi như là hy sinh cả tánh mạng của tôi, hoặc là giảm tuổi thọ của tôi, hoặc là cả gia tài của tôi cũng đồng ý nữa. Tôi không cần tài sản hay là mạng sống của cô. Tôi chỉ cần cô hiểu, thay đổi cách sống và suy nghĩ. Bởi vì nếu càng cố chấp, sẽ không ai cứu được cô đâu. Tôi hứa, tôi xin hứa. Cô cứ nói đi, tôi xin hứa. Con của cô còn sống, nhưng còn tìm được nó hay không thì phải nằm ở cô nữa. Cô nói thiệt, con tôi còn sống hả cô? Tôi phải làm gì bây giờ? Sai ở đâu thì mình sửa ở đó. Còn bây giờ cô về đi, tôi phải tiếp vị khách khác rồi. Dạ, cảm ơn cô. Tôi về. Cảm ơn cô. Trương xin lỗi em nhiều lắm. Là Trương vô dụng, không bảo vệ được em. Ê! Cậu phải hết sức bình tĩnh. Còn trẻ, có gì cứ suy nghĩ lại. Anh là ai? Đừng có cản tôi. Người ta không muốn thấy cậu như vậy đâu.
là sao? Theo tôi tới chỗ này, cậu sẽ hiểu. Gì gì? Cuộc sống này bạn không thể thay đổi số phận, nhưng bạn có quyền làm chủ nó. Vì vậy đừng vì một phút mộng một mà đánh mất đi mọi thứ. Bởi bạn sẽ không bao giờ biết được rằng chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn gấp nhiều lần, nếu như chúng ta tự biết trân trọng bản thân mình. Bởi ta nói yêu chi cho nó khổ. Nói hay quá, hậu đậu nhanh, ai mà thiệt. Đúng không chị Di? Ừ, đúng rồi. Em cũng nói hay quá. Học việc bao nhiêu lâu rồi mà em coi số điểm em tích kìa. Là mà cố gắng đi biết chưa? Dạ, em biết rồi. Thôi, có gì đâu mà buồn. Em phải học theo cái chất riêng của anh này. Dù cho có chuyện gì xảy ra hay có bị chị Di chửi thì vẫn phải cười.